Bạch hầu là một tình trạng nhiễm vi khuẩn, có thể được ngăn ngừa bằng chủng ngừa. Tình trạng nhiễm trùng ở đường thở trên hay vùng mũi hầu tạo nên lớp màng xám mà khi hiện diện tại vùng thanh quản hay khí quản có thể gây ra thở rít và tắc nghẽn. Bị ở mũi có thể làm trẻ chảy máu mũi. Độc tố bạch hầu gây liệt cơ, viêm cơ tim, dẫn đến tử vong. Bạch hầu là cực kỳ hiếm ở Hoa Kỳ và các nước phát triển khác nhờ tiêm vaccine rộng rãi chống lại căn bệnh này. Hiện nay, đã có thuốc để điều trị bệnh bạch hầu. Tuy nhiên, trong giai đoạn tiến triển, bệnh bạch hầu có thể gây hại cho tim, thận và hệ thần kinh của người bệnh. Ngay cả khi điều trị, bệnh bạch hầu có thể gây tử vong với tỷ lệ 3% những người mắc bệnh bạch hầu tử vong. Tỷ lệ này còn cao hơn ở trẻ em dưới 15 tuổi. Nguyên nhân bệnh bạch hầu là do vi khuẩn Corynebacterium difteri là nguyên nhân gây ra bệnh bạch hầu. Triệu chứng bệnh bạch hầu. Các dấu hiệu và triệu chứng bạch hầu thường bắt đầu từ 2 đến 5 ngày sau khi bị nhiễm bệnh như sau. Giả mạc hai bên thành họng, có màu trắng ngà, xám, đen, dai, dính, dễ chảy máu. Đầu họng và khàn giọng. Xương hạch bạch huyết ở cổ. Khó thở hoặc thở nhanh. Chảy nước mũi. Sốt và ớn lạnh. Khó chịu. Ở một số người, nhiễm vi khuẩn bạch hầu gây ra chỉ gây ra các triệu chứng bệnh nhẹ hoặc không có dấu hiệu và triệu chứng rõ ràng nào cả. Những người bị nhiễm bệnh nhưng vẫn không biết về căn bệnh của mình được gọi là người mang bệnh bạch hầu Carrier of Diphtheria, bởi vì họ có thể lây truyền bệnh cho cộng đồng mà không có triệu chứng bị bệnh. Vi khuẩn bạch hầu gây bệnh trên da, Cutaneous Diphtheria, một loại bạch hầu thứ hai có thể ảnh hưởng đến da với triệu chứng đau, đỏ và sưng, loét bao phủ bởi một màng màu xám ở vùng hầu, cũng có thể phát triển trong bệnh bạch hầu trên da. Mặc dù bệnh này phổ biến hơn ở vùng khí hậu nhiệt đới, bệnh bạch hầu trên da cũng xảy ra ở Hoa Kỳ, đặc biệt là ở những người có vệ sinh kém, sống trong điều kiện đông đúc. Đến ngay cơ sở y tế khám ngay lập tức nếu phụ huynh hoặc trẻ đã tiếp xúc với người mắc bệnh bạch hầu. Nếu không chắc chắn liệu trẻ đã được tiêm phòng bệnh bạch hầu hay chưa, thì phụ huynh cũng nên đưa con đến cơ sở y tế khám và kiểm tra lại vấn đề này. Phụ huynh hãy đảm bảo con mình được tiêm vaccine bạch hầu đầy đủ và đúng lịch. Biến chứng của bạch hầu. Nếu không được điều trị, bệnh bạch hầu có thể dẫn đến vấn đề về thở. Vi khuẩn gây bệnh bạch hầu có thể tiết độc tố, và độc tố này gây tổn thương mô ở khu vực nhiễm trùng ngay lập tức, thường là mũi và cổ họng. Tại vị trí đó, nhiễm trùng tạo ra một màng cứng màu xám bao gồm các tế bào chết, vi khuẩn và các chất khác. Màng này có thể cản trở hô hấp. Đầu tim, độc tố bạch hầu có thể lây lan qua dòng máu và làm tổn thương các mô khác trong cơ thể, chẳng hạn như cơ tim, gây ra các biến chứng như viêm cơ tim. Tổn thương tim do viêm cơ tim có thể nhẹ, biểu hiện là những bất thường nhỏ trên điện tâm đồ hoặc nghiêm trọng dẫn đến suy tim xung huyết và đột tử. Tổn thương thần kinh. Độc tố cũng có thể gây tổn thương thần kinh. Mục tiêu điển hình là dây thần kinh ở cổ họng gây khó nuốt. Nếu ở cánh tay và chân cũng có thể bị viêm, gây yếu cơ. Nếu độc tố Corynebacterium difteri làm tổn thương các dây thần kinh, giúp kiểm soát các cơ hô hấp, các cơ này có thể bị tê liệt. Về điều trị, hầu hết những người mắc bệnh bạch hầu đều sống sót sau những biến chứng này, nhưng quá trình phục hồi thường chậm. Bạch hầu gây tử vong ở khoảng 3% những người mắc bệnh. Đường lây truyền của bệnh bạch hầu. Thông thường Corynebacterium difteri nhân lên trên hoặc gần bề mặt của màng nhầy của cổ họng. Corynebacterium difteri lây lan qua 3 con đường, một thông qua giọt nước trong không khí. Khi một người bị nhiễm bệnh hắt hơi hoặc ho sẽ phát ra một giọt nước có chứa mầm bệnh, những người ở gần đó có thể hít phải Corynebacterium difteri. Bạch hầu lây lan nhanh chóng theo cách này, đặc biệt ở những nơi đông người. Hai, thông qua vật dụng cá nhân chứa mầm bệnh. Một số trường hợp mắc bệnh bạch hầu từ việc chưa làm sạch các vật dụng mà người nhiễm bệnh đã sử dụng, từ cốc uống nước chưa rửa của người bị nhiễm bệnh hoặc tiếp xúc với các giấy ăn mà người bệnh đã sử dụng, ba, đồ gia dụng bị ô nhiễm. Một số trường hợp hiếm hơn khi bị lây nhiễm bệnh bạch hầu thông qua các vật dụng dùng chung trong gia đình, chẳng hạn như khăn hoặc đồ chơi. Người khỏe cũng có thể tiếp xúc với vi khuẩn gây bệnh bạch hầu khi chạm vào vết thương bị nhiễm trùng. Những người đã bị nhiễm vi khuẩn bạch hầu
nhưng chưa được điều trị có thể lây nhiễm cho những người khỏe mạnh trong vòng 6 tuần, ngay cả khi họ không có bất kỳ triệu chứng nào. Đối tượng nguy cơ bệnh bạch hầu. Những người có nguy cơ mắc bệnh bạch hầu bao gồm trẻ em và người lớn không được tiêm vaccine bạch hầu, những người sống trong điều kiện đông đúc hoặc mất vệ sinh, bất cứ ai đi du lịch đến một khu vực đang có dịch bệnh bệnh bạch hầu. Bạch hầu hiếm khi xảy ra ở Hoa Kỳ và Tây Âu, nơi các quan chức y tế đã tiêm vaccine cho trẻ em chống lại tình trạng này trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, bệnh bạch hầu vẫn còn phổ biến ở các nước đang phát triển, nơi tỷ lệ tiêm chủng thấp. Ở những khu vực tiêm vaccine bạch hầu chưa phải là bắt buộc, thì căn bệnh này chủ yếu là mối đe dọa đối với những người chưa được tiêm phòng hoặc tiêm phòng không đầy đủ, những khách du lịch quốc tế hoặc tiếp xúc với những người từ các nước kém phát triển. Phòng ngừa bệnh bạch hầu trước khi có thuốc kháng sinh. Bạch hầu là một bệnh phổ biến ở trẻ nhỏ. Ngày nay, căn bệnh này không chỉ có thể chữa được mà còn có thể phòng ngừa được bằng vaccine. Vaccine bạch hầu thường được kết hợp với vaccine uốn ván và ho gà. Vaccine 3 trong 1 được gọi là vaccine bạch hầu, uốn ván và ho gà. Phiên bản mới nhất của vaccine này được gọi là vaccine đi tập cho trẻ em và vaccine ti dập cho thanh thiếu niên và người lớn. Vaccine bạch hầu, uốn ván và ho gà là một trong những loại vaccine được các bác sĩ tại Hoa Kỳ khuyên dùng trong thời kỳ sơ sinh. Vaccine thường được tiêm ở cánh tay hoặc đùi khi trẻ ở 5 độ tuổi này, 2 tháng tuổi, 4 tháng tuổi, 6 tháng tuổi, 15 đến 18 tháng tuổi và 4 đến 6 tuổi. Vaccine bạch hầu có hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh bạch hầu, nhưng có thể có một số tác dụng phụ. Một số trẻ có thể bị sốt nhẹ, quấy khóc, buồn ngủ hoặc đau tại chỗ tiêm sau khi tiêm đi tập. Hỏi bác sĩ những gì phụ huynh có thể làm cho trẻ giảm thiểu hoặc làm giảm các tác dụng này. Hiếm khi vaccine đi tập gây ra các biến chứng nghiêm trọng ở trẻ, chẳng hạn như phản ứng dị ứng, nổi mề đay hoặc phát ban trong vòng vài phút sau khi tiêm, co giật hoặc sốc, biến chứng có thể điều trị được. Một số trẻ em như những trẻ bị động kinh hoặc mắc bệnh hệ thần kinh khác thì không nên tiêm vaccine đi tập. Tiêm nhắc lại. Sau khi đã hoàn thành 5 mũi trên ở thời thơ ấu, người khỏe mạnh cũng cần tiêm nhắc lại vaccine bạch hầu để giúp duy trì khả năng miễn dịch. Đó là bởi vì khả năng miễn dịch đối với bệnh bạch hầu giảm dần theo thời gian. Trẻ em được tiêm chủng đầy đủ theo khuyến cáo trước 7 tuổi thì nên được tiêm mũi đầu tiên nhắc lại vào khoảng từ 11 đến 12 tuổi. Lần tiêm nhắc tiếp theo được khuyến nghị 10 năm sau, sau đó lặp lại sau khoảng thời gian 10 năm. Tiêm nhắc lại đặc biệt quan trọng nếu người khỏe đi đến các khu vực thường gặp bệnh bạch hầu. Vaccine bạch hầu nhắc lại được kết hợp với vaccine uốn ván nhắc lại tình dục. Vaccine kết hợp này được tiêm bằng cách tiêm ở cánh tay hoặc đùi. Các biện pháp chẩn đoán bệnh bạch hầu. Bác sĩ có thể nghi ngờ bệnh bạch hầu khi trẻ bị bệnh đau họng với màng màu xám bao phủ amidan và cổ họng. Bác sĩ sẽ chỉ định lấy mẫu bệnh phẩm ở họng hoặc mẫu mô từ vết thương bị nhiễm trùng và mang đi xét nghiệm để kiểm tra xác định có phải là vi khuẩn Corynebacterium diphtheriae. Nếu bác sĩ nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, điều trị sẽ bắt đầu ngay lập tức, ngay cả trước khi có kết quả xét nghiệm vi khuẩn. Các biện pháp điều trị bệnh bạch hầu. Kháng độc tố. Dùng ngày 40.000 đơn vị kháng độc tố bạch hầu thương binh hoặc thương mại, vì chậm trễ có thể làm tăng nguy cơ tử vong. Vì có một nguy cơ nhỏ có thể bị phản vệ nặng với huyết thanh ngựa trong kháng độc tố. Do đó đầu tiên cần thử test trong da trước để phát hiện quá mẫn và phải trong tư thế sẵn sàng điều trị sốc phản vệ. Kháng sinh, bất kỳ trẻ nào nghi ngờ bạch hầu đều cần được tiêm bắp sâu mỗi ngày với procain benzyl penicillin liều 50mg trên 1kg, tối đa 1,2g trong 10 ngày. Thuốc này không nên tiêm tĩnh mạch. Liệu pháp oxy, tránh thở oxy trừ phi bắt đầu có tắc nghẽn đường thở. Các dấu hiệu như thở rút lõm ngực nặng hay bứt rứt có nhiều khả năng là chỉ định của mở khí quản hay đặt nội khí quản hơn là cho thở oxy. Ngoài ra, sử dụng các thể tơ mũi hay mũi hầu có thể làm trẻ khó chịu và mau thúc đẩy đến tình trạng tắc nghẽn đường thở. Tuy nhiên, nên cho thở oxy nếu bắt đầu có tình trạng tắc nghẽn và đặt nội khí quản hay mở khí quản được cho là cần thiết. Mở khí quản, đặt nội khí quản. Mở khí quản chỉ nên thực hiện bởi đội ngũ có kinh nghiệm khi có dấu hiệu của tắc nghẽn đường thở hoàn toàn như thở rút lõm ngực nặng và bứt rứt.
Khi đó, mở khí quản cấp cứu cần được thực hiện. Đặt nội khí quản qua miệng là thủ thuật thay thế, nhưng có thể làm bong tróc giả mạc và không thể giải phóng tắc nghẽn. Điều trị hỗ trợ. Nếu trẻ bị sốt từ 39 độ C trở lên làm trẻ khó chịu, dùng paracetamol. Khuyến khích trẻ ăn và uống. Nếu trẻ khó nuốt, có thể nuôi ăn qua ống son đi mũi dạ dày. Ống son đi dạ dày nên được đặt bởi bác sĩ có kinh nghiệm, hoặc nếu có thể, bởi bác sĩ gây mê. Tránh thăm khám thường xuyên và thực hiện các thủ thuật xâm lấn khi có thể, hoặc tránh quấy rầy trẻ khi không cần thiết. Theo dõi tình trạng của trẻ, đặc biệt là tình trạng hô hấp, cần được đánh giá bởi điều dưỡng mỗi 3 giờ và bởi bác sĩ 2 lần một ngày. Trẻ nên được đặt nằm gần phòng điều dưỡng để có thể phát hiện sớm bất kỳ dấu hiệu tắc nghẽn đường thở nào ngay khi dấu hiệu mới chớm nặng lên. Những bài thuốc chữa viêm họng bạch hầu tại nhà. Chữa viêm họng bạch hầu bằng mật ong. Mật ong là một trong những loại thảo dược điều trị viêm họng hiệu quả, được nhiều người tin dùng. Nó không chỉ bổ sung những dưỡng chất cho cơ thể, mà còn có khả năng sát khuẩn, kháng khuẩn cực mạnh. Đặc biệt nó còn vô cùng an toàn và không gây ra tác dụng phụ cho người bệnh. Vì thế mật ong được rất nhiều gia đình tích trữ trong nhà để sử dụng, để phòng tránh viêm họng. Một số bài thuốc chữa viêm họng từ mật ong được nhiều người sử dụng là mật ong ngâm chanh đào, quất, mật ong pha gừng, mật ong nguyên chất. Lưu ý rằng khi dùng mật ong thì nên kiêng kỵ những loại thực phẩm có tinh hoàn như bột sắn, hải sản. Đồng thời không nên lạm dụng mật ong quá mức cho phép. Chữa viêm họng bạch hầu bằng tỏi. Tỏi là loại thực phẩm quen thuộc trong bếp của nhiều gia đình. Tuy nhiên ngoài việc làm cho các món ăn thơm ngon và hấp dẫn hơn, thì nó còn dùng để chữa viêm họng. Những hoạt chất talisin trong tỏi sẽ giúp đánh bay những loại vi khuẩn trong cổ họng một cách nhanh chóng và ngăn ngừa lây lan ra diện rộng, đồng thời giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng, chống chọi với bệnh tật. Theo kinh nghiệm của dân gian thì chúng ta có thể chế biến tỏi theo nhiều cách để chữa viêm họng. Các bạn có thể dùng ngâm rượu, ngâm với giấm táo hoặc nướng lên rồi nghiền thành bột pha với nước ấm. Nếu được thì hãy dùng tỏi đen để có được công dụng tốt nhất. Còn không có tỏi đen thì dùng tỏi trắng cũng không sao cả. Người bệnh chỉ cần kiên trì trong một thời gian là bệnh tình sẽ thuyên giảm và khỏi mà không cần dùng đến các loại thuốc kháng sinh. Sử dụng lá tí tô chữa viêm họng bạch hầu. Đây là cách chữa viêm họng được nhiều người áp dụng và mang lại hiệu quả tương đối tốt. Song song với đó, loại cây này cũng dễ kiếm, được trồng ở nhiều vùng miền khác nhau. Theo đông y thì lá tí tô có tính ấm, vị cay, giải độc cực cực tốt. Thế nên nó được dùng để chuyên trị các bệnh về phế quản, amidan, viêm họng, viêm xoang. Đồng thời chữa cảm cúm và ho cũng rất nhạy. Muốn chữa viêm họng bằng tí tô thì người bệnh có thể giã nước uống hoặc cho vào nấu với cháo. Ngoài ra thì các bạn có thể kết hợp dùng lá tí tô với đại táo, cùng đại táo giã nhuyễn ra rồi sắc lấy nước uống từ 2 đến 3 lần trong ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất. Các bạn cũng có thể sử dụng lá diếp cá, lá hẹ để thay thế lá tí tô để tránh bị chán nhé. Chữa viêm họng bạch hầu bằng cúc lục lăng. Cúc lục lăng là loại cây sinh trưởng và phát triển trên các vùng núi cao của nước ta. Nó được đồng bào các dân tộc thiểu số coi là loại thảo dược quý trong điều trị các căn bệnh liên quan đến đường hô hấp và mũi họng. Các hoạt chất trong cúc lục lăng có tác dụng ức chế virus, vi khuẩn cực mạnh chỉ sau vài giờ sử dụng, đồng thời ngăn chặn sự phát triển của những loại virus, vi khuẩn gây bệnh để chúng không còn cơ hội lây lan ra những vùng khác. Để chữa viêm họng, các bạn có thể sử dụng cây tươi để giã nước uống hoặc phơi khô hãm uống thay nước. Chỉ vài lần sử dụng, người bệnh sẽ thấy cổ họng giảm dịu đi và giảm đau rát.